Chào cả nhà. Chào cả nhà. Kim Anh thì từ xưa tới giờ được cái là nhỏ xíu xíu. Từ trước tới bây giờ thì rất là nhiều các chị em hay hỏi Kim Anh về cách make up tự nhiên. Thì từ trước giờ cũng không có thời gian, cho nên là cứ làm sơ sơ để cho các chị em nhìn thấy. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi tất cả có rất là nhiều chị em inbox vào trong Facebook của Nhật Kim Anh, thì hôm nay Kim Anh có thời gian buổi trưa rảnh rỗi ở nhà, nghe nhạc thiền, thì rảnh Kim Anh muốn chia sẻ đến các chị em cái cách make up tự nhiên. Hiện bây giờ trên mặt của Kim Anh là không có make up gì hết. Thì hiện bây giờ bên Nhật Kim Anh á là đang có 5 màu này. 5 màu môi này của bên Nhật Kim Anh đang rất là hit luôn. Và hiện bây giờ đang cháy hàng tài le. Ngày mai là sẽ có hàng nha. Ngày mai Kim Anh sẽ livestream cho cả nhà coi hàng về. Hàng về đến Sài Gòn rồi nha, từ Hàn Quốc đã trở về rồi nha. Bây giờ thì hôm nay với 5 màu son này, Kim Anh sẽ thử luôn 5 màu cho các bạn coi luôn, để cho các bạn dễ lựa chọn. Ví dụ như ngày hôm nay Kim Anh mặc với một cái áo màu đỏ như thế này, thì mình sẽ đánh cái tông. Cái tông là cái tông màu này, tông màu đỏ của Kim Anh thì nó hơi đỏ sậm. Chính vì vậy nên các bạn đánh cả hai màu này đều được hết, màu nào cũng được. Nhưng mà nhớ trước khi đánh, bây giờ Kim Anh sẽ thử cho cả nhà coi 5 màu này luôn nha. 5 màu son ở bên Nhật Kim Anh. Son ở bên Nhật Kim Anh là sản xuất từ Hàn Quốc nha, nhập khẩu từ Hàn Quốc và được chiết xuất rất là an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng luôn, bởi vì nó được được chiết xuất từ sáp ong và dầu thực vật tự nhiên ha. Và nó có một cái độ tẩy tế bào chết môi mình. Cho nên là các bạn không cần phải tẩy tế bào chết môi luôn á. Các bạn chỉ cần đánh son La Roche-Posay là các bạn, ví dụ như các bạn đánh thời gian này, nhưng mà khoảng chừng một tuần hay tuần sau nó sẽ hơi chốc, thì các bạn chỉ việc đẩy đi thôi là xong, là nó đang tự tẩy tế bào chết môi cho các bạn luôn nha. Còn ví dụ như khu vực mà ở ngoài trời thời tiết lạnh chút xíu thì cái da nó sẽ lì hơn là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như các bạn đang ở trong Sài Gòn thì các bạn sẽ thấy được là cái môi mình nó mướt hơn là khi các bạn ở ngoài xứ lạnh. Bây giờ Kim Anh sẽ review, Kim Anh sẽ thử cho các bạn 5 màu này luôn để cho các bạn biết nha. Hiện bây giờ tất cả các nhà phân phối bên Nhật Kim Anh đều có 5 màu son này rồi. Ngày mai hàng về thêm, vì vậy cho nên là các bạn liên hệ để mua son liền nha. 5 màu. Bây giờ với 5 màu son của La Roche-Posay thì các bạn có thể phối màu để chúng ta có được rất là nhiều màu khác nhau. Các bạn đừng nghĩ rằng mua 5 cây này thì mình chỉ có được 5 màu thôi nha, sai hoàn toàn. Một lát nữa Kim Anh sẽ làm cho các bạn coi luôn. 5 màu này các bạn có thể phối ra thành có thể thêm 5 màu nữa luôn. Nhớ nha. Bây giờ ví dụ luôn. Đầu tiên Kim Anh sẽ đánh cái màu nude cho các bạn coi. Màu nude này là màu số 02 nha. Kim Anh sẽ đánh màu nude cho các bạn coi đầu tiên. Màu nude 02 nha cả nhà. Cả nhà có thể liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý để mà mình mua son nhé. Nhớ nhận diện cây son của Kim Anh đó. Khi các bạn mua cây son này, các bạn sẽ có chữ ký của Nhật Kim Anh ở trên cây son luôn nè. Chữ ký của Nhật Kim Anh ở trên cây son nha. Và thứ hai nữa là khi các bạn kéo cây son lên, thì ở bên trong cây son á, nó có chữ NKA rất là rõ. NKA nè. Thì khi cái chữ NKA này là tất cả son bên Nhật Kim Anh là làm bằng tay. Chính vì vậy cho nên là cái chữ NKA này rất là khó để khắc lên nha các bạn. Rồi, bây giờ Kim Anh thử trước cho cả nhà coi. Môi Kim Anh không đánh gì hết. Nữa nha. Đây là màu số 02 nha cả nhà. Đây. Đánh nhẹ thôi. Rồi, các bạn bậm ra. Các bạn đừng đánh trên cái viền môi, các bạn đánh từ trong ra. Đây là màu số 02. Nếu các bạn đánh một mình nó thì các bạn sẽ có một cái màu như thế này. Đó. Còn nếu như các bạn phối màu 02, đây là một màu nha, nốt lại cho chị, một màu. Đây là màu số 02 là các bạn đã được một màu rồi. Bây giờ Kim Anh sẽ phối màu số 02 và màu số 03 nhá. Thì khi mà các bạn muốn phối cái màu đó thì các bạn dặm cái môi mình ở viền môi á nè,
Các bạn dậm ở viền môi đi. Đó, là từ từ các bạn sẽ thấy được là nó hồng ở bên trong. Đúng chưa? Các bạn đừng để viền môi. Khi các bạn để viền môi á, thì các bạn sẽ bị già. À, và đánh môi mình rất là xấu, không đẹp. Nè, như cái cây son này, cây son 02 này, bây giờ Kim Anh sẽ phối với màu 04. Ví dụ như 02 là một màu, 04 là một màu, là mình có hai màu rồi. Thì bây giờ mình có hai màu, mình muốn thêm một cái màu thứ ba nữa thì sao? Thì bây giờ Kim Anh đã đánh cái màu 02 rồi, bây giờ Kim Anh đánh thử. Nè, cho các bạn coi cây son Kim Anh xài nè. Đó, bây giờ nó còn nhiêu đây nè. Mà nó thon quầm vậy nè. Các bạn thấy không? À, đó, các bạn thấy không? Khi mà các bạn phối màu 02 và màu 04 thì màu 02 và màu 03 thì các bạn sẽ có được một cái môi gọi là hồng hồng lòng. Đó, nó kiểu mà nó sao ta? Nó nui, nửa nui và nửa đỏ. À, ở trên đây thì các bạn thấy nó nui 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 nui, nó lật lật lật. Nhưng mà ở bên giữa môi của mình nè. Các bạn thấy không? Thì nó đỏ, đỏ đỏ, nhìn nó rất là đẹp. Đó. Còn nếu mà các bạn đánh đỏ này nè, mà các bạn đánh đỏ hết môi luôn. Bây giờ Kim Anh sẽ thử cho các bạn coi đỏ hết môi luôn nhé. Bây giờ là Kim Anh đã là có một màu, đó là màu 02 nè. Và màu 04 pha với màu 02 là nó cho ra màu này. Nhớ nha, bây giờ Kim Anh đánh màu 040. Đây, thường thì Kim Anh sử dụng son lì. Kim Anh hay sử dụng với lại cái tẩy trang Eye and Lip, tẩy trang mắt và môi, tức là nó sẽ tẩy trang đi cái lớp mascara này nè. Đó, tẩy đi và tẩy môi. Các bạn đừng dùng cái này để tẩy mặt nha. Nó rất là không có tốt, nó chỉ tốt cho môi và mắt. Hơn nữa là nó là dưỡng chất cho môi luôn. Đây các bạn coi. Kim Anh chơi đi nha. Nãy giờ là mình được 3 màu rồi đúng không? 02, 04 và một và màu giữa 02 và 0000, ủa 02 và 03. Đó, sau đó các bạn lấy phấn các bạn phủ lại. Rồi. Các bạn phủ xong, phủ cái môi xong. Bây giờ hồi nãy là các bạn được hai màu rồi, là màu 01, 02 nè. Màu pha với lại màu 04. Bây giờ Kim Anh sẽ đánh màu 040 nha. Tức là đánh không thôi. Cái này hết rồi, để lấy cái này. Đánh thử cho. Nè nó nè. Nha, chữ ký của Kim Anh bên này. 03 03. 02 03 nha, 02 03. Nè, 103 nè. Khoan, đánh lợp cho cả nhà coi trước đã. Quên. Để đánh lợp trước cho các bạn coi được là cái lợp của nó như thế nào cái đã. Xong rồi tôi sẽ Kim Anh sẽ đánh đậm lên để các bạn coi chính xác cái màu của nó nha. Có nghĩa là 5 màu son, mà khi các bạn sở hữu 5 cây son của bên Nhật Kim Anh thôi là các bạn đã có được 5 màu đó, với lại các bạn pha thêm ra nữa. Thì bây giờ nè, ví dụ như cái cây son mà Kim Anh đang đánh này là cây son đỏ một mã số là 03. Mã số 03 này các bạn chỉ cần đánh đánh lật lật thì nó ra. Chói à? Nhiều người nói chói hả? Nhưng mà em kéo lại thì nó không rõ. Rồi được rồi, vừa vừa thôi. Kéo từ từ. Đó, khi mà cái màu 03 này nè, các bạn đánh nhẹ nhẹ thì nó sẽ ra như vậy. À, các bạn thấy không? Nếu mà các bạn đánh một mình 03 mà các bạn đánh nhẹ nha. Nhớ nha, các bạn đánh nhẹ thì cái môi của các bạn nó sẽ như vậy. Thấy không? À, là tức là các bạn đã có một màu nhẹ rồi. À, bây giờ Kim Anh sẽ đánh đậm lên. Đó, khi các bạn đánh đậm lên là nó vậy. M-
Mà các bạn đừng đánh đấy nha, các bạn đánh từ trong ra. Đó, các bạn đánh từ từ lên. Màu đỏ rất là khó đánh nha các bạn, cho nên là các bạn phải cẩn thận. Đó. Này là mình đánh đậm nè. Thì Kim Anh đang hơi méo tí. Đó. À, chà, càng mạnh càng tốt. Đó các bạn thấy không? Khi các bạn đánh đậm, đó, nó sẽ cho mình một cái màu ấn tượng như thế này. Đó. Mà màu đỏ thì nó rất là khó đánh, nó rất là dễ méo nè. Nãy khi mình đánh nó bị méo méo một xíu. Cho nên là các bạn phải hết sức cẩn thận nha. Các bạn càng muốn đậm thì các bạn càng đồ. Nó càng lên cái màu rất là đẹp. Bạn thấy không? Đó. Đó, đây là màu ấn tượng. Đó là màu 03. Các bạn đánh nhẹ nó sẽ cho ra một màu khác. Mà các bạn đánh mạnh lên, nó sẽ cho các bạn ra một màu khác. Đó. Đây là 103 nha các bạn, cả nhà. Thì như hồi nãy mình vừa phối 02, phối vào 03 là mình ra một màu, tức là 12 với một màu phối nữa là 3. Rồi 3 rồi thêm cái màu đỏ này, mình có thể đánh nhẹ hoặc đánh đậm lên. Đó, đấy các bạn thấy không? Là các bạn đã có 4 5 màu rồi. Đó. Ok. Bây giờ Kim Anh sẽ chùi cái môi này đi và đánh tiếp hai màu còn lại cho cả nhà coi nhé. Đây là màu Kim Anh đang đây. Nhớ là mình phải sử dụng mà Alip nha. Bên Kim Anh có bộ tẩy trang này rất là thần thánh luôn á nha cả nhà. Nó vừa tẩy trang mà nó vừa dưỡng da cho mình, dưỡng môi, dưỡng mắt cho mình luôn. Kim Anh là muốn là cái gì mà phải kết hợp vừa dưỡng vừa tẩy trang được mà vừa ấy được luôn, vừa dưỡng được luôn. Đó, cả nhà thấy không? Chùi cái đi liền. Rất là sạch luôn. Rồi. Bây giờ nhá, tới màu rồi, nãy giờ mấy màu rồi? 3 màu rồi phải không? Rồi, phủ phấn lên. Sau đó Kim Anh sẽ tiếp tục màu tiếp theo cho cả nhà coi nhé. Là đủ 5 màu môi của bên Kim Anh luôn. Bây giờ hai màu này đã xong rồi nha. Màu 02 và màu 03 rồi nè. Bây giờ Kim Anh sẽ đánh cái màu 04, màu 04 á, có rất là nhiều chị em nói là ồ bên Kim Anh có cái màu 04 rất là khó xài tại nó đậm quá. Mà thật sự không phải nha các bạn. Kéo này bớt ra xíu nè, kéo này xích ra. Xích xíu thôi. Đó, đúng rồi, vừa vừa thôi, ok. Tức là có nhiều chị em nói là cái màu 04 á là một cái màu rất là khó xài tại nó đậm. Nhưng mà các bạn, các chị em sai. Sai lầm rất là trầm trọng bởi vì bản thân như Kim Anh mê nhất đó là màu 04. Tại vì cái màu 04 á nhìn thì nó đậm vậy thôi. Nhìn ở trên cái vỏ thì nó đậm vậy nè. Ha. Nhìn trên cái vỏ thì nó đậm vậy. Nhưng mà quan trọng không phải là do cái vỏ mà là do cái cách đánh của các bạn. Ví dụ như màu 04, Kim Anh sẽ phối với màu 02. Cũng là màu 02 nha. Kim Anh phối thử cho các bạn coi.
Ví dụ Kim Anh đánh nè, anh đánh nhạt nhạt của cái màu 02 thôi, đánh nhạt nhạt thôi. Đó. Nhạt nhạt thôi nha các bạn. Sau khi các bạn đánh màu 02 lên thì các bạn sẽ lấy một lớp phấn, các bạn phủ lại trên cái viền môi của mình, phủ lại trên cái viền môi nhé. Đó. Sau khi phủ lại trên cái viền môi rồi thì các bạn đánh màu 04 lên. Màu 04 các bạn nghĩ là à, nó đậm lắm, nó xấu lắm, nhưng thật sự các bạn nhìn nè, đó, các bạn thấy không? Nó rất rất là đẹp luôn. Màu 04 là cái màu cái manh mê nhất trong tất cả các màu. Nhưng mà các chị em cứ thấy cái vỏ đậm quá thì nghĩ là ui nó đậm quá, không chơi màu 04 được đâu. Nhưng mà sai. Các bạn thấy không? Kim Anh đang đánh cái màu 04 nha. Kim Anh đang đánh cái màu 04 đó, rất rất là đẹp luôn. Và các bạn đánh lợt thì nó cho ra màu như thế này. Còn các bạn đánh đậm lên nè, đó, các bạn thấy không? Nó lại cho mình ra một cái màu khác, đó là màu nâu đất nữa. À, nhìn đẹp không? Các bạn nhìn thấy không? Là chỉ có một cây son 04 thôi, và chỉ có là đánh nền của cái 02, sau đó các bạn phủ một cái lớp của 04 này lên. Đó, các bạn nhìn cái cây son này nó đậm không? Nhưng khi các bạn đánh nhẹ nó ra một màu khác, các bạn đánh đậm nó ra một màu khác, tùy vào cái lúc make up của các bạn. Hôm nay các bạn make up nhẹ, các bạn đánh nhẹ thôi, đánh lợt hợt hợt thôi. Ví dụ như đánh mà nó bị lỡ ra ngoài này quá, các bạn lấy phấn các bạn phủ sơ, dậm sơ cái này ha. Đó là đẹp, các bạn thấy không? Màu 04 nha cả nhà. Cả nhà liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên dùm Kim Anh, Kim Anh không bán lẻ. Hiện bây giờ thì son đã về tới Sài Gòn rồi và các nhà phân phối đã có rồi. Cả nhà mình vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối ngay nhớ. Rồi, cũng là một màu 04 này, bây giờ Kim Anh chuyển thể là đánh hết môi luôn và đánh thiệt đậm, thì các bạn sẽ thấy được nó ra một màu vô cùng cá tính nha. Bây giờ Kim Anh thử nha. Đây, màu 04 mà mình đánh lợt thì nó sẽ là như vậy. Bây giờ đánh đậm lên. Cái cách đánh cũng rất là quan trọng. Chính vì những cái màu đậm á, mình đừng bao giờ mình đánh từ ngoài viền mình đánh vô, mà mình đánh từ bên trong mình đánh ra, thì nó sẽ bảo đảm cho mình hơn nha. Các bạn thấy không? Mình đồ thiệt mạnh lên nếu mà mình muốn khuôn mặt mình ấn tượng. Đó, thì mình đồ thiệt mạnh lên. Đây là 04 nha cả nhà. Màu mà tất cả các chị em ai cũng sợ hết trơn á, ai cũng nói là ồ cái màu này nó đậm quá, nó già quá. Các chị em đừng có sai lầm. Tại vì cái màu này á, ăn thua là do cách đánh của mình. Đó. Vậy là xong. Là cái manh vừa có một cái màu 04 mà có thể đánh nhạt, nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó nude mà nó đẹp lắm. Mình càng đồ nó càng đẹp nha cả nhà nhá. Đó, cũng là một màu 04 nhưng nãy giờ Kim Anh có thể biến hóa nó thành hai màu rồi, các bạn thấy không? Nhìn nó lì một cách là lì mướt, chứ không phải là lì mà kiểu mà nó hở hai bên, hay là nó lì một cách là bong chóc. Son bên Nhật Kim Anh cam kết không BPO xịt chì nha. Bên Nhật Kim Anh là hoàn toàn không có chì. Có chì Kim Anh đền gấp ngàn lần luôn. Cho nên các bạn đừng bao giờ, Kim Anh cũng khuyến cáo các bạn luôn, có nhiều chị em phụ nữ mình á, sai lầm, đừng bao giờ sai lầm mà lấy vàng đi thử với lại chì nha. Vàng nó cũng có tạp chất mà các bạn. Mà khi mà nó gặp oxit hay là gặp cái gì đó nó cũng đen nữa. Các bạn đeo vàng mà đeo mấy năm trời trên cổ đó, rồi cái vàng của các bạn cũng đen vậy, không lẽ trên mồ hôi của các bạn cũng có chì. Cho nên
các bạn đừng có đem mấy cái thử lấy vàng mà thử chì mà đánh lên trên tất cả các loại son hay này cái nọ là sai nha các bạn. Các bạn đem đi thử nghiệm giấy chứng nhận là à không có chì, hoặc có chì đem đến đây Kim Anh đền. Chứ còn đừng bao giờ mà đem mấy cái chuyên môn với ba đâu trên mạng trên đồ rồi xong rồi lấy vàng rồi đánh xong rồi nó đen thù lùi xong kêu ờ xong này có chì. Các bạn có mua một cái sản phẩm của đứng đầu đứng top trên thế giới luôn mà các bạn lấy vàng các bạn chà nó cũng ra màu đen nữa. Bây giờ thậm chí các bạn không cần chà gì hết, các bạn đeo vàng trên cổ các bạn chừng một vài ngày thôi, mồ hôi các bạn ra nó cũng đen vậy, không lẽ về trong mồ hôi của các bạn cũng có chì sao? Cho nên đừng có lấy cái vàng mà đi thử với lại son rồi kêu là à có chì hay không có chì, đó là sai nha. Cái nguyên tắc đó là hoàn toàn từ xưa giờ không khoa học nào chấp nhận hết trơn á nha cả nhà. Đó bây giờ cho nên là Kim Anh khuyến cáo là có rất là nhiều chị em phụ nữ là cứ lên trên mạng xong thấy người ta lấy vàng thử son á thì cho đó là chì là sai. Các bạn đem cây son của Kim Anh đi thử đi, nếu mà có BPOC chì thì Kim Anh đền cho các bạn nha, chứ đừng có lấy vàng xong các bạn chà các bạn kêu là ờ có chì là sai nha. Các bạn lấy cái đó các bạn chà cái gì nó cũng ra đen hết trơn á. Rồi đây là cây son số 04, một màu mà Kim Anh rất mê. Bây giờ Kim Anh còn hai màu thần thánh, đó là màu 05 và màu 01. Màu 01 là thời gian vừa qua đang rất là cháy, thì ngày hôm nay cũng đáp ứng đến các chị em đáp ứng nhu cầu cho các chị em, thì Kim Anh cũng sản xuất thêm cái màu 01, đã có màu 01 rồi nha. Bây giờ Kim Anh sẽ chùi đi. Nãy giờ cả nhà nhớ rồi nha, 04 nha cả nhà. Màu 04 là màu Kim Anh thích nhất và hay đánh nhất luôn. À, giờ Kim Anh chùi cái màu 04 đi nè. Kim Anh sẽ tiếp tục cho các bạn coi cái màu số 05 của Kim Anh. Đó. Các bạn thấy cái đồ tẩy trang bên Kim Anh nó rất là tuyệt vời. Đi là nó đi sạch sẽ luôn. Đó, xong rồi các bạn lấy phấn phủ lại. Đó. Rồi. Hồi nãy giờ là mình ra mấy màu rồi? Nè, có 3 cây thôi, nhưng mà 3 cây này là ra 3 màu rồi đúng không? Nếu đánh nhẹ nữa là mỗi cây cho ra một màu nữa là 6 màu. 6 màu nếu các bạn phối lại với nhau nữa là ra 8 màu. Các bạn mua 3 cây son mà các bạn ra được 8 màu son rồi. Ha. Rồi. Bây giờ Kim Anh thử cho các bạn một cây son, đó là cây 05 và cây 01. 05 nó là một cái dạng hồng da. À. Đây là 05 nha cả nhà. Đây là màu 05 nha. Nếu các bạn đánh nhẹ thì nó sẽ ra một cái màu hồng da như thế này. Các bạn đánh đậm lên thì nó sẽ cho ra cho các bạn thấy được một cái màu, đó là màu hơi nít mà cam một chút xíu nha. À, các bạn coi không? Đó, đánh đậm luôn nè. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây là màu hồng da nha các bạn. Màu hồng da này là màu 05. Một màu rất là được các chị em thích. Mà đặc biệt là chị em nào mà có cặp mắt to, đậm, đánh màu này lên, cái môi nhìn nó rất là gợi cảm mà nhìn rất là đẹp luôn. Nhớ nha, đây là màu 05. Màu 05 các bạn có thể đánh không cũng được, và các bạn có thể phối với màu 01 cũng được nha. Ví dụ như Kim Anh đang đánh màu 05 rồi. Bây giờ Kim Anh phối với là 01. Đó, các bạn thấy không? Nó lại cho ra mình một màu khác nữa. À, cái môi mình nó hồng đào liền. Các bạn thấy không? Nhớ nha, nếu mà mình phối mình chỉ đánh đậm màu đậm luôn luôn đánh ở bên trong. Ừ. Là các bạn đã có hai màu, mỗi thứ là một màu rồi, một màu riêng rồi. Các bạn phối lại nữa là đã có ba màu rồi. Đúng chưa? Ba màu. Bây giờ Kim Anh thử đánh cái màu 01 này một mình nó cho cả nhà coi nhé. Cả nhà vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối, Kim Anh không bán lẻ nha. Nhớ là khi mình tẩy trang bắt buộc phải có cái loại cái chai Anlip
để tẩy mascara hoặc tẩy môi của mình, để nó vừa dưỡng luôn nha cả nhà. Các bạn đừng có sai lầm khi mà cứ chùi, mai mốt nó hư da môi hết. Đó. Chùi xong, các bạn bậm lại để cho thấy màu rõ hơn. Dậm lại nhé. Kim Anh đánh một mình màu 01 cho các bạn coi nè. Đây nhá, màu 01 nhá. Nhớ dùm Kim Anh là cây son lúc nào cũng có chữ ký của Nhật Kim Anh. Ở trên thân cây son này luôn luôn có chữ NKA. Đó là những cái hình thức mà Kim Anh muốn chống hàng giả. Tại vì hàng của Nhật Kim Anh thứ nhất là nó phải chất lượng, được chiết xuất từ sáp ong tự nhiên và dầu thực vật, cũng như là nó có một cái lớp gọi là nó là cao lanh, nó bảo dưỡng cái môi của mình và nó tự tẩy tế bào chết cho môi mình luôn. Nó có bột ngọc trai luôn nha cả nhà. Bây giờ là 01 nha, màu 01, màu này là màu hit, rất hit của bên Nhật Kim Anh nè. Nha. Đánh thử cho cả nhà coi. Đó, cả nhà thấy không? Đây là 101. Các bạn đánh một mình nó là nó cho nó ra màu màu như vậy. Đó. Son sao, hình sao thì là y chang vậy luôn. Nhớ nha. Rồi bây giờ các bạn đánh đậm hết nguyên môi nè. Vậy là mình được một màu rồi nè, một kiểu đánh rồi nè. Đó. Bây giờ đánh hết rồi. Đó. Này là 01 nha cả nhà. Mã số 01 nha. Cả nhà coi Kim Anh qua livestream thôi, chứ các bạn mà nhìn ở bên ngoài á thì các bạn sẽ thấy là rất là đẹp luôn, cái màu son lên đẹp vô cùng. Không biết livestream nó có được như vậy không, mạng có ok không. Chứ ngoài đẹp lắm cả nhà ơi. Nhìn ghiền lắm. Đây là màu 01. Các bạn có thể phối với 105, nó sẽ cho ra một cái màu lồng đào. À, hồng nhưng mà nó là một dạng hồng nhưng mà hồng lồng đào. Rất là đẹp. Đó. Như vậy là chúng ta có 5 cây son thôi. Chúng ta chỉ có 5 cây son thôi, nhưng chúng ta có thể phối với nhau và nó cho ra được cả chừng mười mấy màu son lận. 11 12 màu lận nha cả nhà. Đó. Còn bây giờ Kim Anh sẽ đánh cho cả nhà coi đó là cái màu son mà Kim Anh nó phù hợp với cái bộ đồ ngày hôm nay Kim Anh mặc. Hôm nay Kim Anh mặc đó là màu đỏ đô. Màu đỏ đô thì Kim Anh sẽ đánh với là màu 04. Tại vì màu 04 nó sẽ phù hợp với cái màu đỏ đô này của Nhật Kim Anh hơn. Thì thay vì trên chân mày mình đã đánh đậm rồi, mắt mình đã đánh nhạt nhẹ nhẹ như vậy rồi, thì nhìn vào trên khuôn mặt mình, cái điểm nhấn của mình đó là cái chân mày và cặp mắt. Thì đôi môi của mình nó phải là một cái gì đó nó gợi cảm một chút. Nhưng mình đừng đánh đậm. Thay vì màu 04 này, chừng nào các bạn đánh mắt lợt thì các bạn đánh môi đậm, ok. Còn các bạn đánh make up mà không có ấn tượng á, các bạn ví dụ như hôm nào các bạn đánh ấn tượng thì các bạn có thể đánh môi đậm. Còn hôm nay mình đi ra ngoài đường mình nhẹ nhàng thì mình chỉ việc đánh phù hợp với cái bộ này, cái áo đầm này màu đỏ đô, thì Kim Anh sẽ phối với cái màu son đó là màu son 04. Màu son này nó sẽ làm cho cái môi mình nó phù hợp hơn. Đó. Mình chỉ cần nhẹ vậy thôi. Đó là 04 nha cả nhà. Nhiều chị em nói là ồ cái màu 04 này khó đánh lắm, già lắm. Nhưng mà thật sự ra các chị em không hiểu là cái cách đánh của mình nó quan trọng lắm. Nó già hay không già không phải là do cái màu, mà là do cái cách đánh của mình nữa. Sau khi mình đánh màu 04 rồi, mình phủ như thế này, thì cái màu son của mình nó sẽ nằm gọn ở bên trong cái lòng môi. Mình chỉ cần đồ thêm nếu mình muốn.
là xong. Đó, các bạn thấy không? Vậy là Kim Anh đã có một cái màu nó phù hợp với cái áo của mình, mà nhìn khuôn mặt của mình nó rất là hài hòa và nó đẹp ấn tượng nữa. Nhớ nha cả nhà. Thì bây giờ bên Kim Anh đã có, tất cả các nhà phân phối của bên giờ Kim Anh đã có 5 cây son này hết rồi. Các bạn có thể, các bạn bỏ tiền ra chỉ có 5 màu thôi, nhưng mà các bạn có thể sử dụng được tới 11, 12 màu lận.